Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì trong video các bạn, mình sẽ cập nhật cho các bạn một số thông tin mới nhất từ B-Network cho các bạn nha. Đầu tiên là một cái thông tin từ Twitter nè. Cái này là đang nói về Bitrix nè các bạn. Bitrix nè. Thì trên Twitter có một cái bài tweet như thế này: tổng số 314.000 bi đã bị khóa bởi Bitcoin team trong mạng chính kèm theo. Một là MyBitcoin Exchange từ Malaysia ha. Năm 2021 thì MyBitcoin Exchange bị khóa hai ví, tổng tổng cộng là 220.000 bi. Và hai là cái ví Bitrix từ Việt Nam là tháng 1 2022 khóa 13 ví, tổng cộng là 120.000 bi ha. Và đây có một vài bài post của Mod này các bạn nè. Chúng ta có thể cái tìm hiểu cái thông tin này ở phía dưới nè, mình có để ở trong Lý Việt Gamble Official nè. Đây nè. Xin lưu ý rằng Bitrix không liên kết với Bit Network. Bitrix là một nền tảng độc lập của bên thứ ba và không được Bitcoin Team xác nhận hoặc ủy quyền. Đó, các bạn hãy nhớ điều này nha. Đó, cái thông tin này đăng bữa ngày 25 tháng 3 ha. Và mới vừa xem cái này. Được chưa? Tại vì mình đăng thiếu cho nên mình đăng lại. Rồi, một thông tin tiếp theo các bạn. Đây, một thông tin rất là đáng mừng, đó là Big Browser đang chuẩn bị để được chạy trên máy tính các bạn, laptop, máy tính bàn rồi đó. Việc có thể truy cập hệ sinh thái B-Network từ trình duyệt trên máy tính đang đến rất gần rồi nhé các bạn. Có lẽ trình duyệt Big Browser dành cho PC sắp tới sẽ có. Trong ảnh từ sử dụng Chrome kết hợp với một extension do một bạn mod phát triển, sau đó có thể truy cập vào trang welcome.b. Thêm tác giả đã tạo ra extension, link extension cho ai cần. Đây, có nghĩa là nó chạy trên máy tính được á. Cái này, cái link này á. Đó. Thì mình nói cho các bạn nghe nè. Cái link này á là cái link để chúng ta xem. Có nhiều bạn á xem những cái video á của Bitcoin Môn Việt Nam á, về cái việc mà cái kẻ lừa đảo á đã làm cái trang web giả Bitcoin Môn, sau đó lít vào mất mật khẩu rồi á, sau đó các bạn xem cái video của mình á, các bạn thấy những cái link này là các bạn vô bình luận tầm bậy tầm bạ, để link tầm bậy là bị mất mật khẩu này nọ, các bạn không có hiểu cái gì hết, các bạn nói lung tung nha. Chúng ta hiểu rồi chúng ta hãy nói, còn nếu không hiểu thì làm ơn đừng có bình luận vào để người ta nói mình nó không biết ha. Bữa hổm mình để cái đường link đó là các bạn báo cáo lừa đảo á ha, thì nhảy vô bình luận là cái link này không phải cái link gốc của B-Network, tùm lum tùm la hết rồi này nọ ha. Các bạn hiểu rồi các bạn nói, còn bạn không biết thì các bạn đừng có nên nói ha. Chẳng hà là các bạn hỏi đi người ta trả lời ha. Mình nói như vậy nha, cho nên là cẩn thận, mình hiểu thì mình mở miệng ra nói, còn mình không biết thì thôi mình cứ cứ hỏi gì người ta giải thích cho. Nó khuyên như vậy, đừng không biết mà cứ bình luận như là mình biết rất là rõ vậy. Ha? Làm nó ảnh hưởng tới người khác các bạn. Nói mình là không biết gì hết cho nên là mới đưa cái link vô vậy, nên sợ người ta lít vào mất mật khẩu, mắc thì lít mật khẩu. Cái link báo lừa đảo thì nằm trên cái API đó. Thì các bạn đi vô hồ sơ các bạn xem cũng có mà. Cho nên là những cái bình luận như vậy thì mình chỉ xóa thôi các bạn, bởi vì nó làm sao cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin nữa. Đây, đây là hàng hóa ủng hộ ha, sử dụng RCV 314.159 đô các bạn nhé. Thấy không? Đây nè. Thấy cái bảng price list không? Đó, bảng giá, danh sách bảng giá đó. Hỗ trợ cho RCV 314.159 đô các bạn nha, ngày càng nhiều như thế này. Đó, rất là khủng khiếp. Bây giờ với giá là một bi bằng 314.000 đô các bạn, thì rất là nhiều người nghĩ là nó giả. Thì giá chính thức như thế nào thì chưa biết, nhưng mà hiện bây giờ có rất là nhiều người đã ủng hộ với cái giá này rồi các bạn, đặc biệt ở Trung Quốc á. Các doanh nhân của nó là các trăm nghìn người hơn các bạn, người và đang ủng hộ với giá này, chứ không phải là nó có một hai người các bạn nha.
thì các bạn xem thông tin nhiều, các bạn có biết cũng có thể là các bạn đi vào cái nhóm tiếng Việt official á, mình đăng hàng ngày cho các bạn xem á, từng những cái cửa hàng, những dịch vụ mà họ hỗ trợ 314.159 đô á các bạn. Các bạn xem, bạn cũng có thể nắm được nữa. Bởi vì các bạn không xem, các bạn không có nắm được, cho nên là các bạn không tin. Mà các bạn không tin á, mà các bạn đi lan truyền những cái điều của bạn không biết á, các bạn không hiểu á, thì làm cho người khác mất đức tin ha, mất cái niềm tin vào Bi, thì tội nghiệp cho người ta. À, giống như các bạn thấy không, rất là nhiều tiến sĩ Việt Nam không đã làm mất đi rất là nhiều cơ hội cho nhiều người đạo Bi. Còn các bạn không tin thì các bạn xóa app ha, xóa xóa tài khoản, các bạn nghỉ, các bạn đi làm việc khác đi. Đó là mình khuyên thật lòng. Còn các bạn đã làm thì chúng ta phải hết sức chúng ta làm. À, chúng ta tin vào nó. Và các bạn cũng đã thấy nhiều cái video, nhiều hình ảnh đã cung cấp cho các bạn với giá 314.159 đô rồi, chứ không phải là chỉ nói miệng. Còn các bạn không tin, các bạn công nhận bà là anti bi thì các bạn nghỉ đi, các bạn xóa, các bạn đi việc khác, các bạn làm đi. Cái chỗ người ta đầu bi là cái chỗ người ta thích, mà các bạn không thích các bạn vô làm gì? Các bạn vô nó chỉ có để làm hôi cái nhóm thôi chứ có làm được cái gì đâu. Phải không? Mà vô nói rằng câu, người ta chửi một câu chứ có được cái gì đâu. Mà cũng đi vô. Lạ lùng vậy đó. À, sao mà nhiều chuyện thế? Rảnh dữ vậy? Nó không thích thì đi chỗ khác mà chơi, kiếm kiếm việc khác mà làm, dễ mà. Có gì đâu đâu phải vô đây mà chỗ người ta là lan tỏa bi, các bạn đi vào các bạn nói này các bạn nói nọ, mà trong khi nói ra không phải nói ra là biết không hiểu biết nhiều. Nói chung á là hiểu biết hay không cần biết, quan trọng là các bạn có nắm thông tin là được. Cái thông tin người ta đưa cho các bạn trên thế giới này đó, là nó diễn ra mỗi ngày, mình đã đưa cho các bạn thông tin đó để các bạn xem mà. Không xem á thì lại là bình luận lung tung hết. À, ví dụ ngày hôm qua là mình đã đưa thông tin là một cái cửa hàng dịch vụ rồi đó. À, này nọ, à, vật liệu rồi chấp nhận thanh toán bằng bằng bi với giá là 314.159 đô. Rồi các bạn đi vô bình luận là đi vệ sinh, đi ỉa gì tùm lum tùm la, nó rất là bất lịch sự các bạn. Thì những cái bình luận như vậy thì chỉ mình xóa thôi chứ làm sao vậy? Nó không có tốt cho cái cộng đồng. Đúng không? Rồi, một thông tin nữa các bạn, đây là cả làng đào bi luôn nè. Đó, cả làng đào bi là có thật, Bi Network mang một trải nghiệm tiền điện tử đến với người dân toàn cầu. Nó cho phép kể cả những người bình thường nhất của xã hội cũng dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Đây cũng chính là xu hướng mà các chính phủ mong muốn xây dựng được nhưng vẫn không thể làm được. Bi Network đã và đang làm rất tốt sứ mệnh của mình, tiếp cận và được nhiều người khắp thế giới chấp nhận ủng hộ. Bạn nghĩ là cái làng mà ủng hộ đầu bi là các bạn thấy là cái làng này sẽ được sung sướng rồi. Đó, đây là sự liên hiệp nè các bạn, sự sự đoàn kết tốt nè mới được như vậy đúng không? Đó. Rồi, đây là một thông tin khá hay nè. À, Trister nè, à, trên cái trang Watcher Guru nè, có tích vàng đó. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu thừa nhận nếu các ngân hàng không sử dụng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương CBDC, họ sẽ mất quyền kiểm soát. Rồi, bắt buộc các nước phải tham gia cuộc cải cách tiền điện tử trung ương của nước mình cần một đồng tiền chung là Bi Network. Bi có blockchain để tất cả các đồng tiền kỹ thuật số trung ương tích hợp chạy trên nền tảng là đồng tiền trên 230 quốc gia đang chấp nhận sử dụng và dễ sử dụng, được bảo mật theo luật quốc tế chống rửa tiền và luật bảo mật thông tin. Còn việc tuyệt vời hơn, hãy bù đắp thêm thông tin cho sự ngu dốt của mình, đừng vì vài đồng bạc lẻ đánh mất cả cơ hội tương lai của đời mình. Chậm chắc đúng quy trình tiến độ dự án, đến cuối cùng bạn là người mỉm cười sau cuối. Chúc mừng tất cả những người nắm giữ cuộc đời Chúc mừng tất cả những người nắm giữ Bi, cuộc đời thật thịnh vượng, tốt đẹp. Tuyệt vời, bạn hỏi khi nào, rõ thì lúc đó bạn chỉ còn cái nịch thân ái. Đó, bài viết của những bạn. Rồi bây giờ chúng ta có thể đi vào trong cái Twitter, chúng ta xem cái bài viết này các bạn. Chứ không thể mà chỉ cho xem hình ảnh thôi được. Chỉ cho xem hình ảnh không á, thì các bạn lại lại nói giả nữa. Các bạn search nha, Watcher Guru nè. Các bạn xem luôn. Thì mình chưa theo dõi trang này. Cái trang này nó có người theo dõi là 1.803.939 người các bạn nha, không ít đâu. Đây. Đã dịch nè. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương đó, mình mới chụp cho các bạn hình nè, xem đó xem nè. If we are not in that game, if we are not involved in experimenting, in innovating in terms of digital central bank money, we risk losing the role of anchor that we have played for many, many decades. And we have historical examples of period where the central bank monetary anchor was not there,
and that precipitated crisis after crisis. That certainly was the case at the time of the free banking in the 19th century. Do we want to go back to those days? Probably not. I would say certainly not from our vantage point, as a result of which we have to respond to the demand for those digital payments in order to maintain the role of anchor that we have been playing regularly. Where do we stand? Đó, các bạn có thể nghe và dịch theo đó. Rồi tiếp theo một thông tin nữa, đây là cùng nhau thúc đẩy giá trị của Bi lớn mạnh từng ngày. Nào những người tiên phong, Trung Quốc nữa. Đó, càng ngày là nó như vậy đó các bạn. Mỗi ngày nó đều diễn ra rất là nhiều cái cuộc thảo luận như vậy đó. Cái hội nghị offline, online cũng có hết á. Thích nói như vậy á. Bây giờ là trong đầu, trong cái trí tưởng tượng của cái cộng đồng Bi là nó mạnh lắm. Nó không quên được. Nói chung là nó ăn sâu ở trong đầu á. Ha. Mà nó ăn sâu thì nó làm cho người ta tích cực lan tỏa các bạn. Nó lạ lùng như vậy đó. Phải không? Nó sẽ nói cho nhiều người biết để lan tỏa, cho nên cái việc Bi mà nó phát triển nó nhanh lắm. Đó, mình nói như vậy á. Rồi tiếp theo nè. Những người tiên phong Indonesia đang lan tỏa Bi đến khắp đất nước Indonesia. Rồi xem chút chơi. Halo Pak, sing terus ya. Halo, itu so, Pak Farijan. Siap. Rồi, các bạn thấy khủng chưa? Ngày nào cũng vậy, trên các nước trên thế giới, nước nào nó cũng vậy, mà không phải tổ chức một cái sự kiện các bạn. Nhiều chỗ, nhiều nơi nó tổ chức, ví dụ Indonesia đi, mà mỗi vùng, mỗi tỉnh nó lại tổ chức cái sự kiện như thế này nè. Đó. Trung Quốc nó cũng vậy, ngày nào nó cũng vậy, giờ nào nó cũng có, rất là khủng khiếp. Việt Nam nó cũng vậy, và các nước khác cũng vậy. Không biết tại sao luôn, mà nó Bi nó là ảnh hưởng rất là lớn ha. Rồi, đây là cập nhật thêm các bản xếp hạng nốt từ 21 đến 23 ha. Đầu tiên là của cái này ngày 11 tháng 3 các bạn, 15 tháng 2 ha, rồi 27 tháng 3 nè. 27 tháng 3 thì cái này nó có 3 mức không? Là 11 tháng 3 2021, rồi 15 tháng 3 tháng 5 2022, thì 11 tháng 3 2021 là Trung Quốc là nốt lớn nhất, là 5216 nốt, kế là Việt Nam, 3 là Mỹ. Rồi bây giờ thì đến 15 tháng 5 2022 thì Trung Quốc là nhất, nhì là Hàn Quốc và ba là Việt Nam. Mà đến 2020 ngày 27 tháng 3 2023 thì nhất là Hàn Quốc, nhì là Việt Nam, nhì là Trung Quốc và ba là Việt Nam các bạn. À, và bốn là gần Nhật Bản ha, năm là Mỹ. Đó, sáu là Singapore. À, bảy là Taiwan, Hàn Quốc, tám là Mongolia. Đúng không? Rồi chín là Hồng Kông, 10 là Germany, Đức. 11 là Malaysia. Rồi 12 là New Zealand, số 3, 13 là Canada, 14 là Anh, United. Rồi, đó. Đó các bạn thấy không? Hàn Quốc là trùm. Đó, cập nhật bảng xếp hạng số lượng node của các quốc gia qua các năm. Nguồn là dashboard.bi cho gặp blockchain bi-blockchain.net các bạn nha. Hãy các bạn truy cập vào các bạn xem. Rồi. Rồi một cái điều nữa các bạn nè. Cái này thì mình vừa cho các bạn xem rồi ha, không nói nữa. Bây giờ cái này nè các bạn, cái này nè. Cái này á, là cái mà các bạn thấy cái màn hình nó nổi lên có cái dòng là What Do For Bi với các bạn. Tức là Bi Core Team tổ chức cái này á, là để cho các bạn thấy được là cách mà các bạn lan tỏa Bi như thế nào á. Đó, thì nó như thế nào các bạn. Thì các bạn bây giờ chúng ta đi vào cái Twitter chính của nó nè, của Bi Core Team á, chúng ta xem nha. À, xin lỗi, đây là nhầm. Bi Core Team ha. Bi. Đây. Bi Core Team ha, có tích xanh ha. 2.395.448 người theo dõi các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ xem cái bài viết nè. Đây. What for Bi nè. Nè, đăng đây 2 giờ ha. Đó, dịch nè.
Chiến dịch What I Do For Bi tiếp tục. Như đã đề cập trong thông báo trên màn hình chính của Bi, hãy gửi video dài 10 giây của bạn đã về cách bạn đóng góp cho Bi. Nội dung gửi có thể ngắn gọn và hấp dẫn như tôi đã chia sẻ số Bi với X số bạn bè, hoặc tôi đã xác thực hơn X số ứng dụng KIC. Rồi, chúng ta xem nè, click vô đây, dịch nè. Những người tiên phong, đây là cơ hội để bạn thể hiện những đóng góp Bi của mình. Tất cả chúng ta đang cùng nhau làm việc để xây dựng mạng Bi. Hãy cho chúng tôi biết bạn đang làm gì cho Bi bằng cách gắn thẻ video dài 10 giây với What I Do For Bi về cách bạn đóng góp vào việc phát triển mạng và xây dựng hệ sinh thái. Đó. Thì nè, các bạn có thể xem người ta làm nè. 10 giây ha. Nè, xin thử ra xem. Khoai 4 年的 创工, 我来自厦门。我支持一派等于三幺四一五九美金一货，大家共同支持，加油！来20 giây. Hello, 前 đó các bạn làm thì các bạn xin lỗi qua lại đi. Các bạn làm thì các bạn có thể gắn cái thẻ vô, gắn cái thẻ là what nè, quần này giống như này được nè. Các bạn vũ thương như nè. Gắn cái thẻ vô này, các bạn thấy không? Đó, các bạn có thấy là người này khoe là đã kiểm duyệt được 300, xác thực được 332 người đó. Đó, các bạn làm một cái video 10 giây, các bạn gắn vào. Đó, cái cách như vậy. Thì các bạn post trực tiếp lên cái trang Twitter luôn. Nè, ở đây một anh nó làm nè. Nè, gắn thẻ vô nè. Thấy không? Gắn thẻ vô. Đó, các bạn có thể làm ngắn gọn như vậy thôi. Các bạn dán lên đây. Nè, Việt Nam mình làm nhiều nè. Không? Đó, các bạn hãy học hỏi thêm cái cách để làm. Nếu như các bạn thật sự yêu mến Bi thì các bạn có thể làm và đăng lên đây. Đăng sau cái bài viết, bài Twitter của Bi trên Moi, xin lỗi, Bi Co Team nè. Để mà lan tỏa cái cách mà các bạn giới thiệu Bi ha. Rồi, thì hy vọng là những thông tin này nó ngắn gọn nhưng mà nó rất là hữu ích cho các bạn. Để chúng ta đồng nhau làm việc để mà cùng nhau làm việc để mà giúp đỡ phát triển các bạn Bi hơn nữa, cho nhiều người biết hơn nữa và giá trị nó sẽ tốt hơn nữa trong tương lai ha. Rồi, cảm ơn những người đã yêu mến Bi. Còn những người không yêu mến Bi thì xin làm ơn các bạn hãy đi làm việc khác đi. Đừng có để ý tới Bi nữa. Đã ghét là không thích, đã không ưa mà cứ đâu thấy đâu có Bi là thấy có mặt. Lạ lùng thiệt. Rồi. Nếu như các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh YouTube của mình, hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của các bạn. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả. Để mình sẽ cập nhật Bi hàng ngày cho các bạn nha. Để các bạn theo dõi được và nắm được cái tình hình của Bi. Còn bạn nào chưa đăng ký Bi thì các bạn hãy đi vào mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn. Sử dụng mã giới thiệu Bi cách show trên màn hình nha. Để ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.